hội. À, thôi nằm mơ điện thoại rớt xuống ao. Ừ, rớt xuống ao. Không, rõ ràng rớt xuống ao, thôi nằm mơ rớt xuống ao. Bây giờ chúng ta sẽ xào rắn rồi xong mới đổ nồi cháo nha các bạn. Snack. Cooking snack. Snack how to cooking snack. Ở nước ngoài ta phải ăn cái món này, ta nghe tên biển đồng. Sao? Bất ơ món chạy ra giường, Hiệp gặp một bầy rắn. Và đây, thành quả một bầy rắn vô nồi. Con rắn này con rắn gì đen thui vậy? Rắn nước. Đi ra xong gặp một bầy rắn nước. Snack. Many snack. Và thành quả loại xong tèn một nồi cháo snack à, của nghệ nè, xả nghệ riền các thứ nè, và nấu nồi cháo xong rồi sẽ thải snack vô rồi hới ra lên dĩa. Ủa chứ không băm đàm gắn xào lăn gì hả? Nồi cháo là chỗ bổ vậy hả? Đó là cách nấu cháo rắn. Còn ai không dám ăn thì bỏ qua video này nha.